Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sống Channel. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review chiếc camera SC1. Đây là một chiếc camera trong phân khúc giá khoảng 2 triệu đồng. Về khả năng quay phim, camera SC1 được trang bị chip Novatek 96660 cũng như ống kính và cảm biến của Sony. Máy có khả năng quay lên tới 4K ở 25fps, 2.7K ở 30fps, 1080p ở 60fps. Và trong cài đặt của máy thì cũng có cả chức năng quay đêm. Khi bật cái chức năng này lên thì hình ảnh có vẻ sáng hơn. Người yêu tớ còn chưa có ai thèm. Từ xưa đến nay vẫn chưa yêu một ai đâu. Ngoài ra trong phần cài đặt của camera cũng có rất nhiều chức năng tùy chỉnh cao cấp, như chọn cân bằng trắng, chọn các chế độ quay đêm, quay dưới nước. Ra xin lỗi em cậu nhé,